nếu bạn ăn món này buổi sáng đều đặn. Không phải lo ung thư nếu bạn ăn món này buổi sáng đều đặn, nhớ bổ sung ngay vào thực đơn. Khi chế biến cùng các thực phẩm khác, giá trị dinh dưỡng của ngô dễ bị mất đi hoặc biến đổi không tốt cho sức khỏe con người. Ngô luộc đơn giản nhưng là một loại thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt và cũng có khi được coi như rau. Ít ai biết rằng ngô còn có tác dụng phòng ngừa ung thư hữu hiệu, dưới đây là một số công dụng tuyệt vời từ ngô có lợi cho não. Vitamin B1 có nhiều trong ngô giúp acetylcholine, một chất truyền tín hiệu thần kinh cho bộ nhớ. Thiếu vitamin B1 sẽ khiến bạn luôn trong tình trạng đầu óc mệt mỏi và giảm trí nhớ. Một bát ngô có thể đáp ứng được khoảng 24% lượng vitamin mà cơ thể cần mỗi ngày. Tốt cho mắt, bắp ngô cũng rất giàu beta-carotenoid và folate. Đây là hai chất này giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Beta carotenoid trong bắp khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ cao hơn so với những loại rau củ khác. Vitamin A rất cần thiết cho cửa sổ tâm hồn vì nó giúp sáng mắt. Đẹp da, nhiều hãng dược phẩm trên thế giới đã phát hiện ra lợi ích tuyệt vời của ngô trong việc làm đẹp nên đã dùng ngô để chiết xuất nhiều thành phần dinh dưỡng để chế tạo dược phẩm. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất là hãy ăn ngô thường xuyên sẽ giúp da sáng đẹp hơn. Nếu da bạn bị dị ứng, lấy hạt ngô non tươi xã ra và xoa lên chỗ bị dị ứng là vết ngứa sẽ dịu đi. Phòng ngừa bệnh ung thư Hạt ngô chứa rất nhiều beta-cryptoxanthin có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ung thư phổi hiệu quả. Một nghiên cứu ở 63.000 người trưởng thành tại Trung Quốc cho thấy, những người có chế độ ăn nhiều beta-cryptoxanthin giảm được 27% nguy cơ ung thư phổi. Một nghiên cứu khác ở 35.000 người tham gia cho biết, những người ăn thực phẩm nguyên hạt như ngô giảm được đáng kể nguy cơ ung thư vú do trong bắp ngô có chứa hàm lượng chất xơ cao cũng như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị ung thư ngăn ngừa thiếu máu các vitamin b12 và axit folic có trong ngô có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu hụt các vitamin ngô cũng giàu sắt một trong những khoáng chất thiết yếu để tạo tế bào hồng cầu mới quan trọng hơn sự thiếu hụt chất sắt là một trong những nguyên nhân chính của bệnh thiếu máu